Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. Ở thời điểm hiện tại, cái thời điểm mà cận kề cái sự kiện ra mắt chiếc iPhone 12 thì có lẽ cái câu hỏi các bạn đặt ra bây giờ rất là nhiều, đó chính là có nên mua những chiếc iPhone 11 và iPhone 11 Pro hay không? Thì trong video này thì mình sẽ giúp cho các bạn đưa ra câu trả lời xem là có nên lựa chọn chiếc iPhone 11 Pro Max này hay không. Hãy cùng nhau bắt đầu vào video ngay sau phần intro nhé. Không biết là các bạn có để ý là cái nhu cầu mua sắm những chiếc iPhone lùi một thời ấy nó rất cao ở thị trường Việt Nam hay không? Nhưng mà mình để ý kỹ ở thị trường ấy thì thấy rằng là cứ iPhone đời cũ ra đời mới ra mắt ấy thì đời cũ lúc đấy được thu hút rất nhiều luôn. Ở thời điểm hiện tại, iPhone 11 Pro Max là một trong những món hời công nghệ mà anh em đang lựa chọn. Nếu như các bạn truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả đến với Viettel Store thì các bạn sẽ thấy rằng là những chiếc iPhone 11 Pro Max này đang được giảm giá rất là sâu nhé. Thậm chí là mức giá loanh quanh chỉ chưa đến 30 triệu đồng các bạn ạ. Đấy, cách đây khoảng chưa đến một năm ấy thì nó vẫn đang là đầu 3 đi chơi vơi. Đấy, bây giờ này các bạn nhìn này, có 26.490.000 rồi đấy. Đấy, hiểu nhầm. Mà các bạn lại còn được sử dụng cái iCloud miễn phí trong vòng 3 tháng. Đấy, rất là tuyệt vời. Thì thực sự đây là một món hời. Tại vì sao? Đầu tiên về phần thiết kế thì iPhone 11 Pro Max vẫn mang trong mình ngôn ngữ thiết kế nó gọi là đậm chất Apple, với thiết kế cong tròn và mặt lưng được phủ nhám. Đặc biệt với phiên bản màu xanh này, màu vàng, màu trắng và màu xám đen ấy, thì nó đang là những cái màu mà rất cơ bản mà người dùng rất yêu thích. Đặc biệt là những cái phiên bản màu xanh này của mình thì được rất nhiều người yêu thích luôn. Đấy, từ lúc ra mắt cái thì hàng loạt những chiếc điện thoại khác cũng na ná cái màu này. Đấy. Và cho đến thời điểm hiện tại thì những chiếc iPhone 11 Pro Max này mang ra ngoài đường đảm bảo độ sang trọng của bạn vẫn còn y nguyên luôn, rất đẹp các bạn ạ. Tiếp theo về phần màn hình thì cái kích thước này là kích thước gọi là đủ dùng với nhu cầu của các bạn, thậm chí là 3-4 năm nữa rồi. Tại vì sao chúng ta sẽ có kích thước đó chính là 6,5 inch, độ phân giải vẫn chuẩn là Retina và chất lượng hiển thị của nó thì chưa bao giờ là người dùng chúng ta thất vọng. Nên là các bạn tin mình đi, các bạn lựa chọn chiếc iPhone 11 Pro Max này về các bạn trải nghiệm thì mắc phê luôn. Cái điểm mà các bạn đắn đo khi mà so sánh với một vài chiếc flagship Android đó chính là cái tần số quét màn hình 120Hz. Nhưng mà thực tế ra mà nói ấy, thì người dùng Apple của chúng ta là một người dùng rất là trung thành và rất là kiểu như là những cái thứ mà có trên iPhone này thì nó là đáp ứng rất tốt. Nên là cái việc mà các bạn vuốt chạm nó rất là mượt. Nó có tần số quét cảm ứng ấy cũng là 240Hz cơ. Đấy, rất là mượt, mượt mà, uyển chuyển. Một lần nữa mình cảm thấy là màn hình của iPhone 11 Pro Max vẫn thừa dùng. Tiếp theo về phần camera thì năm nay iPhone 12 chắc chắn sẽ có sự nâng cấp về phần camera. Có thể là hãng sẽ cho thêm cái cảm biến LiDAR vào, từ đó thì giúp cho cái khả năng quay video này, rồi thì cái lấy nét, rồi thì cái AR của nó sẽ tốt hơn. Nhưng với những nhu cầu cơ bản của người dùng ta thì ba ống kính trên chiếc iPhone 11 Pro Max này chắc chắn là thừa dùng. Đấy, nó ở cái mức thừa dùng cho các bạn luôn ấy. Chúng ta sẽ có quay video 4K, khả năng thu âm thì đỉnh cao. Chúng ta sẽ có chế độ chụp ảnh night mode cực kỳ ấn tượng. Đấy. Và hơn hết nữa đó chính là cái tốc độ xử lý của nó cực kỳ nhanh luôn. Hiếm có một chiếc điện thoại nào làm được điều là chụp tốc độ nó nhanh như chiếc iPhone. Đấy. Các bạn chỉ cần giơ lên chụp liên tục luôn. Rất là đã. Đấy. Tiếp theo nữa đó chính là về phần hiệu năng thì cũng một lần nữa thừa dùng với nhu cầu cơ bản của người dùng ta. Chúng ta sẽ có con chip Apple A13 Bionic cùng với bộ nhớ RAM là 6GB. Dùng Apple chẳng bao giờ để ý cái đấy à. Tiếp theo đó chính là về phần hiệu năng thì iPhone 11 Pro Max tiếp tục lại là thừa dùng với nhu cầu của chúng ta. Chúng ta sẽ có chip Apple A13 Bionic cùng với bộ nhớ RAM là 4GB. Phải nói là bây giờ nó vẫn là một trong những chiếc điện thoại có hiệu năng tốt nhất thế giới luôn. Nên là các bạn không phải lo gì luôn. Tất cả tựa game, ứng dụng đều được tối ưu một cách cực kỳ tốt. Nên là các bạn yên tâm đi, trải nghiệm tẹp bô, không lo cái gì cả. Rất là sướng luôn các bạn nhá.
Điểm cộng tiếp theo nữa đó chính là về phần pin thì chúng ta sẽ có là 3969 mAh, một cái con số mà khá là thấp khi mà so sánh với những chiếc flagship Android. Tuy nhiên với sự tối ưu ngày càng tốt đến từ nền tảng iOS và sắp tới sẽ là iOS 14 ấy, thì chắc chắn là việc các bạn sử dụng iPhone 11 Pro Max này trong vòng một ngày rưỡi là một điều không quá là khó khăn. Thậm chí là nếu như các bạn cày ải thì chiếc điện thoại này vẫn có thể là chiến được một ngày. Điều đó là điều rất là khó đối với những chiếc điện thoại Android. Tập trung lại thì có thể thấy rằng là việc lựa chọn iPhone 11 Pro Max ở thời điểm hiện tại vẫn là một cái quyết định hoàn toàn đúng đắn của người dùng ta. Tại vì chúng ta vẫn sẽ có những cái cực kỳ vượt trội về phần hiệu năng, về phần camera, về phần thời lượng pin, và nó đáp ứng thừa dùng với nhu cầu 2021 của người dùng ta. Nên là các bạn yên tâm, mua này về đi, không phải lo về gì cả. Còn bây giờ thì các bạn thấy sao về chiếc iPhone 11 Pro Max thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau. Bye!